Sao bằng Nhật xin chào cả nhà. Lâu lắm rồi hôm nay em mới về được con máy lọc không khí Panasonic dòng mặt dâng cánh vẫy. Cái dòng máy này thì nó luôn luôn là đỉnh cao của công nghệ, rất hot. Đấy. Mà đợt này giá thành thì rất là tốt các bác nha. Đấy, em báo giá luôn để các bác đỡ phải sốt ruột nhiều. Con này em bán luôn là 3,2 triệu. Đấy. Giá 3,2 triệu đã lắp biến áp điện 220V rồi. Máy dòng 80. Những con này vào những cái thời điểm đỉnh cao của nó lên đến sấp xỉ 5 triệu. Đấy. Còn máy mới của nó khi nó sản xuất ra các bác nhé thì nó vào khoảng hơn 1.000 đô. Rất kinh khủng luôn, một con máy full tính năng của hãng Panasonic. Cực đẹp, mặt nhũ nguyên bản, mọi thứ nguyên bản 100%. Máy được vệ sinh kỹ bên trong, bên ngoài. Chất còn rất là mới đẹp này các bác này. Đấy. Một con máy full tính năng, không còn gì để full hơn nữa. Báo phần trăm độ ẩm, số điện tử, khóa trẻ em. Quá trẻ em các bác nhé. Hẹn giờ. Công nghệ Eco Navi. Điều tiết thông minh, siêu tiết kiệm điện. Nó lập trình tự động bằng cái công nghệ này thì nó khi các bác bật cái chế độ này thì các cái chương trình chạy của máy sẽ được lập trình tự động hết. Cảm biến ánh sáng. Đấy. Những cái tính năng mà ở các cái dòng khác không thể có được như Daikin với Sharp thì không thể có những cái cảm biến ánh sáng này mà chỉ tắt bằng cơ học. Nhưng bọn này cảm biến tự động luôn. Đấy. Nút điều chỉnh cửa dâng, cửa vẫy. Đấy. Điều chỉnh các tốc độ lọc nhanh chậm khác nhau. Chế độ lọc không khí và bù ẩm tự động. Lọc không khí và bù ẩm tự do. Chỉ lọc không khí tự động. Đấy. Mặt dâng cánh vẫy khi tắt đi. Mặt dâng này hạ xuống rất đẹp. Đóng kín toàn bộ, mặt vẫy hạ đóng kín hết. Toàn bộ bằng điện hết, như Daikin các bác nhé, toàn bộ chỉnh tay, cơ chỉnh tay, như riêng Panasonic toàn bộ điện. Từ xưa đến nay thì nói về điện tử Panasonic thì nó luôn là cái sản phẩm mà đứng đầu về công nghệ rồi, người Việt mình rất ưa chuộng. Đấy. Đặc biệt đây các bác, công nghệ đỉnh cao nhất mà chưa một dòng máy nào cả hãng nào có, đó là cảm biến dò tìm chuyển động, cảm biến phát hiện người nhé. Đấy, tức là khi không có người ở trong phòng thì máy sẽ hoạt động theo cơ chế không người, còn có người thì máy sẽ hoạt động theo cơ chế có người. Công nghệ nano y độc quyền của Panasonic khử khuẩn, tiêu diệt vi khuẩn, nấm mốc, làm ẩm da. Đối với những cái công nghệ này thì chỉ có các hãng độc quyền của Panasonic có, các hãng khác thì không có các bạn này. Đấy. Panasonic VG80 máy còn rất là đẹp. Đấy, đặc biệt là màng lọc HEPA còn zin theo máy, zin chuẩn luôn ạ, còn rất mới nhá các bạn này. Đấy. Màng HEPA zin theo máy còn rất mới. Còn bác nào không thích màng này thì khi mua các bác có thể yêu cầu em thay màng mới. Thì em sẽ giữ lại màng này, lắp cho máy khác. Đây. Còn về màng than thì chỉ có Panasonic mới có cái màng than khủng như thế này. Tức là hiệu quả khử mùi của Panasonic thì nó hơn hẳn các cái dòng khác vì là nó có cái màng than rất là dày. Còn các hãng khác thì màng than nó cũng khá là khiêm tốn. Đấy. Một con màng này thì nếu mà khi các bác mua mới mà mua máy của em thì em bán giá gốc là 400.000. Màng zin theo máy đấy ạ. Mặt dâng cánh vẫy rất đẹp. Mùa hè đến các bác dùng điều hòa nhiều thì các bác đổ nước vào đây. Đấy, đổ nước vào đây. Các bác bù ẩm. Đấy, ra. Màng tạo ẩm zin còn rất đẹp này. Mình nói là rất hào hứng với con máy này. Lâu lắm hôm nay mới có một con máy đẹp như thế này về. Đấy, đầy đủ tính năng. Thông số của máy đây. Con này thì dòng máy 80 rất là to, 74W là các bác dùng cho phòng khoảng 55m2 đổ lại được. Điện 100V thì bên em đấu thành điện 220 rồi. Rất khỏe. Đấy. Đặc biệt đối với dòng Panasonic thì máy 80 có cái báo số điện tử. Một con máy xuất sắc không gì để chê. Mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. Giá thành 3,2 triệu, cực rẻ luôn so với giá trước đây. Bảo hành 1 năm. Các bác nào lấy thì các bác liên hệ nhé. Chào các bác.